Em yêu hả? Vậy là mai mốt ha, mai mốt gọi em là em yêu luôn nha. Vậy là phải cho Zalo nè, cho số điện thoại nè, ha, được không? Xin chào 500 anh em. Thì rất là lâu rồi mình không có ra clip. Hình như là mình nhớ là khoảng 4 đến 5 tháng gì đó mình không có ra clip. Mình sự là xin lỗi anh em nha. Vì cái lý do kỹ thuật là do mình lúc mình bận xây nhà đó, mình đã bị té và nứt xương gót nên mình không có thể đi quay những cái clip về du lịch cho anh em xem được. Thì hôm nay mình đã bình phục hoàn toàn và mình tiếp tục làm clip để cho anh em cùng xem. Thì phía sau lưng mình, anh em nhìn xem, đây là một cái khung cảnh rất là quen thuộc nha. Đây là cái sân đua bò hàng năm của huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang mình. Thì hôm nay có một điều đặc biệt, mình muốn quay đến một cái clip để gửi đến tất cả anh em cùng xem, là hôm nay lần đầu tiên ở tỉnh An Giang mình và ở huyện Chi Tôn mình được tổ chức cái phát triển về cái du lịch là bay dù lượn, và mình muốn quay đến cho tất cả anh em cùng xem. Khoảng 8:30 là nó sẽ bay từ trên núi Phụng Hoàng Sơn, mà ở đây gọi là núi Cô Tô đó anh em. Thì bây giờ mình mời anh em cùng mình dạo quanh cái không khí trước khi mà diễn ra cái cuộc biểu diễn dù lượn hôm nay, và đồng thời hôm nay cũng có tổ chức đua bò nè anh em. Đây là sân đua bò, mời anh em cùng mình tham quan trước cái khung cảnh trước giờ diễn ra nha. Năm nay do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh khắp các nơi trên thế giới anh em, nên là chính quyền địa phương không có cho tổ chức cái ngày hội đua bò của người dân tộc Khmer vừa qua. Thì trong thời gian này cái tình hình dịch bệnh cũng giảm rồi, nên hôm nay được tổ chức lại nè, rất là vui luôn ha. Đây là không khí trước khi vào những cuộc đua khốc liệt. Đây mình quay sơ cho mọi người thấy nha, khu vực bán nón mình mới mua cái nón mới mua cái nón 30.000. Rồi tiếp tục mình sẽ đi vào trong. Mọi người thấy cái ngày hội ở quê mình rất là vui ha, bán đầy đủ các món ăn luôn. Khu vực bán bánh bao. Dạ. Mình đang bán bánh mì nè, thấy chưa? Đưa chị lên YouTube mới mốt cái ta biết chị, cái chị bán đắt à. Dạ rồi. Chị bấm bấm vào dòng máu Lạc Hồng Vlog nha. Dòng máu Lạc Hồng Vlog. Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Để mình đi sơ sơ cái khu vực phía bên ngoài trước nha. Mọi người tập trung rất là đông hả mọi người. Đó, khu vực ngoài kia thì người ta bán đồ nón nải đồ thức, những cái món ăn thức uống đồ nha. Khu vực này thì mọi người tập trung để chuẩn bị xem đua bò. Mấy đứa trẻ gặp mình nó cười. Hồi lúc nãy mình định đi vào cái khu vực phía bên khán đài phía bên đó để mình quay cho anh em xem, mà vì lý do cái chính sách bản quyền của YouTube về nhạc nên mình không có thể đi vào đó được. Mình tạm thời đứng đây mình quay cho anh em xem thôi nha. Đây là toàn cái cảnh cái sân đua bò của Nhân, cũng như mọi năm thôi, nhưng mà năm nay là mình thấy không có nước nhiều anh em ơi. Thường có nước nhiều đua bò nó mới văng tung tóe, nó mới đẹp, mà năm nay là không có nước luôn. Đó, dãy núi phía trước là dãy núi Phụng Hoàng Sơn hay gọi là núi Cô Tô. Đá đầu voi mà mình có những cái clip quay cho anh em xem rồi đó. Bây giờ mình sẽ tiến vào bên trong ở cái khu vực này.
anh em xem hôm nay được tổ chức lại cái ngày hội là mọi người đi lại đây xem cũng khá đông ha, nhưng mà chưa đông, chút xíu nữa đi, chút xíu nữa chừng nào tới đua bò biểu diễn dùng lượng đi rồi sẽ đông hơn. Có mấy em bé nữa nè, em bé cũng đi xem luôn đó mọi người. Rồi xin phép được quay phim anh em tại đây nha. Quá vui luôn anh em. Dạ dạ rồi cảm ơn. Dạ dạ rồi cảm ơn. Dạ dạ rồi anh uống trước đi, anh uống trước nửa ly đi rồi em sẽ dùng. Dạ rồi cảm ơn. Đó, mọi người được anh em mời nữa ly rượu nè mọi người. Dạ rồi cảm ơn. Đây là cái không khí trước cái giờ diễn ra lễ hội ha, quá vui luôn. Để đi xung quanh rồi quay cho đủ mặt anh em rồi lên màn hình luôn nó mới đẹp. Đó mọi người thấy anh em đây. Mình là dân địa phương đây luôn ha. Dạ rồi quá êm. Ở trước mặt mọi người thấy giờ này là có một số cái anh em chơi thể thao về dù lượn đó đang ở dưới đất từ từ cất cánh lên. Chắc cái này là biểu diễn chơi thôi mọi người, chứ cái lịch trình của mình là 8:30 mới được bay, mà giờ này là 8:20 thôi. Mà mình thấy trên bầu trời là nó đang có 3 chiếc dù lượn đang lượn đó mọi người ơi. Nè mình bung ra nè. À, chắc có thể là mọi người thấy không rõ đâu, tại vì rất là xa luôn ha. Mọi người thấy ở khu vực này nè, mình thấy nè, 1 chiếc, 2 chiếc và 3 chiếc ha. Nhưng mà không, mình không có cách nào để quay rõ hơn để cho anh em cùng xem hết. Tiếc thật. Zoom lại chút xíu coi. Đâu mất tiêu rồi. Đây. Mình vừa thấy được cái dạng thôi nè mọi người. Giống như là những cái chiếc máy bay nó ẩn mình ha, nó ẩn ở trong cái những cái đám mây gì thôi. Để mình cho tối lại chút xíu để cho anh em dễ thấy hơn. Cũng như mọi năm thôi anh em, mọi người tập trung ở khu vực này để chụp những cái đu bò về đích này. Đó, các anh em nghệ sĩ nhiếp ảnh ha, từ khắp tất cả các nơi tập trung về đây nha. Từ thành phố cho tới nông thôn rồi cho tới các tỉnh lân cận, tất cả các anh em nghệ sĩ đều tập trung nè mọi người thấy. Nãy giờ do làm lễ nên bắt nhạc nhiều quá mình không có đi quay cho anh em cùng xem được, thì bây giờ mình sẽ tiến tới những cái đôi bò để chuẩn bị tham gia cuộc thi để mình quay cho anh em cùng xem nha. Đó, mấy anh Minh Trai mình đang ngồi chờ tới giờ để thi nè. Này. Bò to quá ha. Bò rất to luôn mọi người. Mùa giải này thì mình nhận thấy hạn chế những cái người dân đi xem các bạn, tại vì như là chính quyền không có thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông nên là mọi người không biết. Thực sự là hôm nay là mình không có biết là sẽ diễn ra đua bò luôn, tình cờ đi tới đây mình định quay dù lượn nhưng mà thấy đua bò thôi mình quay đua bò cho mọi người cùng xem luôn nha. Quá dễ thương luôn mọi người. Em tên gì? Em tên Ngọc hả? Em yêu hả? Vậy là 11 à. 11 gọi em là em yêu luôn nha.
Vậy là phải cho Zalo nè, cho số điện thoại nè, nghe được không? Ok luôn nè, móc số rồi móc điện thoại luôn. Đây khoan khoan. Khoan nha, để anh được Zalo của bé tên là Em Yêu. Rồi bấm vô đi em. Mày thấy Em Yêu dễ thương ha. Ông không có đọc lớn lên nghe, đọc lớn lên mọi người thấy nha, mọi người nghe nha. Ok luôn. Rồi, cảm ơn em. Quá dễ thương luôn mọi người. À, đi làm YouTube mà được được kết bạn với Em Yêu. Đây mới xin được cái Zalo. Anh trai tên gì? Somebody ha, mình người dạng đây luôn ha. Nhiêu tuổi rồi? 16 tuổi. Làm trong đội múa lâu chưa cưng? Ừ. Rồi cảm ơn ha. Đây nè, đây mấy anh em cũng người dân tộc nữa nè. Quá đẹp luôn. Đây nè, một em gái xinh đẹp nữa nè. Đó, tên gì em? Canada nè, em luôn. Còn em? À, quá dễ thương luôn. Đó, mọi người thấy mấy em gái người dân tộc ở đây rất là dễ thương nha. Đây nè, em gái cũng dễ thương nữa nè. Mọi người có thấy cái mấy em gái mà người dân tộc hồi nãy có dễ thương không? Rất là may ha. Rất là may mà mình đi quanh một cái khu vực phía sau khán đài mình gặp được các em đang chụp hình. Nhờ vậy đó mình mới có được Zalo của một em gái rất là xinh đẹp tên Ngọc. À, nếu mà tên Ngọc là em gái đó là người dân tộc Kinh của mình, chẳng qua là chung một cái nhóm múa với các em người dân tộc Khmer để biểu diễn trong ngày hôm nay thôi. Nếu mà mọi người thấy mấy em gái đó dễ thương thì làm ơn cho mình một like, một comment và một subscribe nha, để mình có động lực làm những cái clip kế tiếp. Rồi bây giờ mình sẽ mời tất cả mọi người tiếp tục xem một cái clip kế tiếp của mình nữa, là một cái clip diễn ra cái cuộc tranh hùng của những con bò nha. Rồi bây giờ mình kết thúc clip này tại đây nha. Rồi chào.